Thưa quý vị, thưa các bạn, diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột giữa Hamas và Israel, đó chính là vào ngày 28 tháng 5, Liên minh châu EU đã nhất trí về nguyên tắc về khôi phục phái bộ dân sự của khối này tại thành phố Rafah, miền nam của dải Gaza. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ việc Israel triển khai chiến dịch quân sự tại thành phố biên giới dải Gaza và Ai Cập, nơi có cửa khẩu quan trọng kết nối dải đất này với thế giới bên ngoài. Phát biểu sau cuộc họp định kỳ hàng tháng của các ngoại trưởng các nước thành viên EU, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho biết các bên tham gia cuộc họp đã bật đèn xanh cho việc tái khởi động. EUBAM, cơ quan đã ngưng hoạt động từ năm 2007 khi lực lượng Hamas giành toàn quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, nhà ngoại giao EU cũng lưu ý kế hoạch này phải được thực hiện với sự nhất trí của chính quyền Palestine, Ai Cập và cả Israel. Đáp lại, chính quyền Palestine cũng đưa ra thông báo sẵn sàng lập tức phối hợp để mở lại cửa khẩu biên giới Rafah giữa dải Gaza và Ai Cập theo thỏa thuận ký kết năm 2005 về việc quản lý các cửa khẩu. Dù vậy, nhiều nhà ngoại giao đánh giá sứ mệnh này của EU khó có thể được thực hiện trước khi xung đột ở Rafah chấm dứt.